anh em, hiện tại thì đang bán cho em trai cái tay gương cầu của Vinat Porter 150 thành công lắp ráp anh em nhá. Xe này thì rất là mới luôn, và toàn bộ dòng xe này khi thị trường Việt Nam thì không có tay gương cầu. Đấy, và hiện tại thì bên mình đang lắp cho em trai cái tay gương cầu đây các bạn. Con này nhà mình là lắp cho em trai là tay gương cầu đi rút 8 gen inox anh em nhá. Ôm cho em cái ốp gương này. Mới đen luôn. Đó anh em nhá. Đây là bên mình bắn bằng đi rút 8 gen inox. Rất là đơn giản. Đấy, mình đã cấy cái gen ốc inox ở bên trong rồi, anh em chỉ việc bắn vào là xong rồi. Đây là inox anh em nhé. Cái này là chrome nhựa này, cái này là inox này, còn cái này là chrome nhựa này. Cái này là bên Hàn sản xuất, ngoài Việt Nam không phải Trung Quốc. Đó, ok cho anh em đợi chút nhé, mình sẽ bắn chặt vào cho anh em xem. Rất là led luôn. Cái này em lấy lâu rồi đúng không? Em mới lấy. Em mới lấy được hôm nay chủ ngày. Đây rồi. Tổng tiền cái này bao tiền em nhỉ? 46 ra biển 46 anh em nhá. Đấy, xe em trai rất là mới luôn. Mới được 20 ngày các bạn nhá. 460 triệu đó. Ok cho anh em, xe này thì rất là nhiều đồ chơi và mình có rất là nhiều các video trên kênh rồi. Anh em có thể vào xem tham khảo lại trên kênh YouTube của mình là Phụ Tùng Thương Nhật Đức. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều video về chiếc xe Porter 150, Porter 100. Nay thì mình chỉ quay qua cho mọi người cái cách mà lắp cái tay gương cầu thôi. Gương cầu thì có hai màu đen và mạ. Anh em thích lắp gương nào thì anh em qua ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Anh em qua Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức ủng hộ mình. Cảm ơn em trai rất nhiều luôn.